Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại với video của em. Hiện tại bây giờ thì trước mặt mọi người đây là một đoàn tang của một đại gia ở Thủ Dầu Một các mọi người. Không biết là an táng ở đâu nhưng mà đám này là đám chôn các mọi người. Ghé tại đình Trình, thắp hương cho đình Trình. Sau đó là sẽ di quan vào nơi an táng. Đó. Hiện tại bây giờ em thấy một hai hàng xe hai bên luôn mọi người ơi. Rất là đông khách đưa tang luôn. Đó, mọi người thấy không? Hình như là bên đây là chạy hờ Minh Nhật thì phải. Đúng rồi, chạy hờ Minh Nhật mọi người ơi. Và hiện giờ đã thắp hương xong rồi mọi người. Bây giờ là sẽ di quan đi đến nơi an táng mọi người ơi. Và ở đâu thì xin mời mọi người theo chân mấy anh em mình nha. Let's go. Đây là đám giới thiệu xong. Rất là nhiều xe hơi đưa đi luôn. Wow, quá trời xe luôn người ơi. Rồi, xin mời mọi người theo chân em á. Đây là cầm ghi à. Ghi ớt nè. Wow, quá trời xe luôn. Không biết là chôn khu nào. Khu nào thì mời mọi người theo chân em. Rồi khu F. Này khu F nha mọi người. Tại thì trên xe rất là nhiều con cháu. Hiện tại thì đoàn tang đang di chuyển gần tới nơi an táng nha mọi người. Này là chôn ở khu ép nha mọi người. Chôn ở khu ép nha. Đám cụ ông. Rất là nhiều xe đưa tang luôn mọi người ơi. Phía sau là chiếc xe 50 chỗ. Wow, rất là nhiều xe. Rồi mời mọi người theo chân em xuống nơi an táng nha. Thank you.
trong hướng bên đó đó mọi người. Tới chỗ ý nghĩ của ông rồi, ông 76 tuổi nha cả nhà. Xuống đây là đưa áo quan xuống luôn rồi coi. Cái càng tay nhà mình nó bẩm giờ. Tay giờ cai quan sẽ chuẩn bị đưa áo quan xuống nha mọi người. Này đâu? Này Phú Mỹ. Phú Mỹ. Giờ thầy sẽ tụng bốn hồi kinh nha mọi người. Có đông con cháu luôn. Wow. Thank you.
chuẩn bị hàng Việt nha mọi người. Cười tươi lên cái. Rồi rồi, cậu mong hơn Linh Ông về miền Tây Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.